Cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Mới đây, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các lực lượng phường Thạnh Lộc quận 12 để tìm bắt con khỉ hung dữ cắn người trong khu vực. Bước đầu cơ quan chuyên môn nhận định từ hình ảnh do người dân chụp lại cho thấy con khỉ trên là khỉ đuôi lợn trên cổ con vật có sợi dây xích nên có thể do ai đó nuôi làm sổng ra. Theo phản ánh từ người dân sinh sống tại phường Thạnh Lộc, con khỉ có thân hình khá to, hung dữ xuất hiện từ trước Tết. Ngoài quậy phá đồ đạc, con vật này còn tấn công cả người, ít nhất 4 người bị con khỉ này cắn, cao gây thương tích. Hôm mùng 3 Tết, tức ngày 12 tháng 2, con khỉ chạy vào nhà của anh Hoàng Nghĩa Cảnh, 45 tuổi, ngụ quận 12, để lục tìm đồ ăn, khi vợ của anh cảnh xua đuổi thì con khỉ xông tới, cao cấu, khiến tay bị xước, dớm máu. Sự việc khiến các con tôi hốt hoảng leo lên giường ngồi để tránh khỉ. Anh cảnh nói. Tiếp đó mùng 8 Tết, tức ngày 17 tháng 2, bà Nguyễn Thị Thoan, 58 tuổi, ngụ quận 12, mở hàng, khai trương, bán trái cây trên đường TL29, cách nhà anh cảnh chừng 6 mét. Lúc này con khỉ thường ở trên mái nhà, chỗ bà Thoan bán trái cây. Thấy con khỉ đi lại, leo trèo, bà thoan nghĩ, chắc là nó đói rồi nên lấy một quả táo ném ra cho ăn. Quả táo sau đó lăn ra đường, bà thoan sợ con khỉ nhặt táo bị xe tông nên chạy ra lấy để ném lại cho khỉ. Con khỉ lại tưởng tôi giành táo với nó nên lao vào cắn trúng chân, chảy máu. Bà thoan kể và cho biết đầu gối sau đó sưng to, phải đi bệnh viện tiêm ngừa hết gần 1 triệu đồng. Vụ việc khiến các con của bà thoan lo lắng. Khoảng 3 hôm sau, mấy người dân khu vực tìm cách bắt con khỉ lại vì sợ bị tấn công. Một người đàn ông cắt rau muống cũng bị khỉ cắn trúng, phải đi bệnh viện tiêm ngừa. Kế đó, con vật xông vô một tiệm bán đồ ăn để bóc trứng rồi nhảy lên đầu một người phụ nữ để bứt tóc, cào cấu gây sức ra. Sau khi tiếp nhận thông tin khỉ quậy cắn người, hôm 21 tháng 2, Chi cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã cử cán bộ xuống hiện trường để tìm bắt. Tuy nhiên, Kiểm Lâm phối hợp mật phục, tìm kiếm một ngày nhưng không tìm thấy. Mọi người ở khu vực này ai cũng mong muốn tìm được con khỉ để Kiểm Lâm đưa đi, thả về tự nhiên để nó đỡ quậy phá bà Thoan nói. Theo hình ảnh người dân chụp được, con khỉ đực đuôi lợn có trọng lượng khoảng 10kg, giới tính đực, trên cổ có đeo một sợi dây xích sắt. Người dân nghi ngờ ai đó đã nuôi nhốt và con vật bị sổng ra ngoài. Trong sáng 23 tháng 2, cũng tại quận 12, Tri Cục Kiểm Lâm thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hai con khỉ đực khỉ đuôi lợn thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm do hai hộ dân trên địa bàn phường Thạnh Xuân tự nguyện ban giao trong đó một con nặng khoảng 5,4 kg và con kia nặng 11,5 kg. Theo kiểm lâm, động vật hoang dã có bản năng tự nhiên có thể tấn công người. Việc nuôi nhốt, tàng trữ, mua bán động vật hoang dã không khai báo với cơ quan kiểm lâm và không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vi phạm pháp luật. Tùy theo loại động vật hoang dã quý hiếm cũng như tùy vào tính chất mức độ mà có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Phía cơ quan này khuyến cáo người dân khi phát hiện những động vật hoang dã quý hiếm, động vật nguy hiểm sổng chuồng nên báo ngay cho chính quyền địa phương. Người nuôi động vật hoang dã muốn giao con vật đang nuôi cho cơ quan chức năng thì liên hệ với Tri cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để được hỗ trợ xử lý.